đứa con đầu tiên đánh dấu điều gì trong chuyện tình của em với lại chồng mình? Đứa con đầu tiên thì là nói chung là cũng rất là nhiều cái khó khăn á, tại vì lần đầu tiên làm mẹ, rồi lần đầu tiên em trải nghiệm với cuộc sống ở một cái nước khác thì rất là nhiều cảm xúc luôn. Nhưng mà cũng may mắn một điều cho em là em ở chung với là chị chồng của em á, thường là chị chồng, thường là người ta nghe, người ta hiểu thì làm cái việc là sợ là chị chồng lại khó khăn, hơi khắt khe. Nhưng mà chị chồng này của em nó rất là hiểu chuyện á, lúc nào cũng an ủi và trấn an em hết á. Lúc đó anh Thái có ở bên cạnh em lúc em sinh con ở nước ngoài không? À, không. Đứa đầu anh không được chứng kiến. Anh cũng chờ đợi nhiều lần. Chờ đến ngày sanh. Bên cạnh anh Thanh là thường là vợ chồng sanh là qua Canada hết. Đúng rồi. Đó. Mà đợi tới cái ngày cuối thứ 6 rồi mà chưa thấy sanh. Thế vừa bước qua Mỹ là sanh đứa đầu tiên. Là không được coi, không được đón con chào đời. Khi mà còn mấy ngày cuối cùng mà ảnh kế bên em đó, thì là ảnh lại bay qua Mỹ diễn. Cái là ảnh chờ đợi lâu quá rồi, cái là đến ngày mà em gần sanh thì ảnh bay mất tiêu. Ảnh không ở bên em khi mà em sanh. Thì là em bà chị chồng em là chở em đi sanh. Rất là tội nghiệp cho chị, là chị lo cho em, lo cho lắng cho em lắm. Mà em thấy là em rất là muốn cảm ơn chị chồng của em. Chị của em mà nghe được như vậy á, chắc chắn là cũng thương sẽ chị chồng của em. Rất là vui á. Em muốn cảm ơn chị đã vì những cái tình cảm của chị. Lúc mà em sanh ở ngoài á, ở trong phòng sanh á, thì là chị đứng ở ngoài, chị nói là chị niệm Phật nhiều lắm. Tại vì chị nói là chị giống như là chị thay thế ba mẹ vậy đó. Là chị thấy em sợ em có accident gì đó. Vậy là em đón em bé đầu lòng chào đời, chỉ có chị chồng ở bên cạnh, không có chồng. Dạ không. Không có ba mẹ không. Ruột, không có ba mẹ chồng. Dạ. Không có ai hết. Dạ. Cảm thấy là em rất là mang ơn chị. Rồi bao lâu thì anh Thái mới qua với em? Vậy là em đón em bé đầu lòng chào đời, chỉ có chị chồng ở bên cạnh, không có chồng. Dạ không. Không có ba mẹ không. Ruột, không có ba mẹ chồng. Dạ. Không có ai hết. Dạ. Rồi bao lâu thì anh Thái mới qua với em? Anh Thái thì là anh Thái cứ đi đi về về, có nghĩa là thứ bảy chủ nhật á, thì anh Thái 6 thứ bảy chủ nhật là bay qua Mỹ. Những cái ngày thường thì anh lại về với em. Ví dụ đêm thứ sáu là anh phải đi qua Mỹ đi, thì là cái đêm thứ năm là cái đêm đau khổ nhất, tại vì trời tuyết rơi mà em thấy ảnh đi ăn cái lẩu, làm cái lẩu lẩu cho ảnh, xong rồi cái là tự nhiên cái ảnh đi qua Mỹ thì mình nói trời ơi trời, sao cảm giác nó hụt hẫng. Anh vừa mới đóng cánh cửa lại thôi, thế là chị chồng thì ở trên lầu, còn mình thì ở dưới, thì mình cảm thấy trời sao mình nó buồn quá, sao có một mình ở thế với con mình vậy. Ủa đâu mọi người đã mất tiêu, mới vừa ở đây vui mà sao bây giờ đi đâu mất tiêu hết rồi. Thì cảm giác như là ngoài trời thì tuyết rơi mà có cảm giác có hai mẹ con à. Nhiều lúc ngồi nói chuyện thì nhìn nó ngồi nói qua nói lại, em bé nói chung là ủa, nó quấy lắm chơi, ngủ đâu được đâu. Rồi tới 6 giờ sáng ngày nào cũng vậy hết á, cứ nằm dựa trên cái giường đó, đâu có nằm, ngồi cho nó bú, xong rồi cái là ngồi dựa với nó luôn, hai mẹ con ngồi vậy tới sáng. Chúng ta không phải kể lể điều đó để thấy rằng tôi thật là vĩ đại, nhưng mà trong cái lúc mà mình yếu ớt như vậy thì mình rất là cần có sự chia sẻ. Yeah. Dù em may mắn có chị chồng tốt nhưng thực sự cũng không đủ bù cho em những cái sự thiếu hụt vào thời điểm đó. Nhưng mà dù sao thì em cũng đã vượt qua, nên chị hiểu là em đã yêu thương con mình nhiều như thế nào. Rồi hai vợ chồng lại tiếp tục chào đón thêm một em bé nữa. Dạ yeah, đúng rồi. Nó cũng đó. Sau cũng phải mấy năm đúng không? 4 năm. Đau lòng nhất là lúc mang bầu đứa sau, 5 tháng rồi là phải đi qua bên đấy, mà lúc Tết nữa, dịp Tết mùng 3 Tết, dắt một đứa nhỏ, rồi mang cái bầu nữa đi qua, nhìn không cảm nhận được, tội nghiệp không, thấy thì thấy giấu đi cảm xúc, tại vì sợ là cô ấy mới ướt, nên là trong lòng mình cũng đau rồi, đứa thứ hai mình mới xin ơn trên cho con. Được đón đứa bé thứ hai vào được. Thì là khi mà đón được đứa bé thứ hai vào đời thì nó thiêng liêng. Khi mà mình đợi đàn ông mà vào xem vợ mình đau đớn trước khi sanh, rồi khi mà sanh đứa con chào đời hạnh phúc lắm. Mà mình nhìn được cái cảnh tượng đó
mình thấy thương bà vợ mình rất nhiều là hơn. Thương đúng không? Thương vợ mình nhiều hơn và mình sẽ thay đổi hết những suy nghĩ, những cái có thể gọi cái cú đó là sang chấn tâm lý luôn đó. Xoay luôn. Anh thay đổi 99%. Dạ, là từ cái lần mà mình chứng kiến cái con vượt cạn của 99%. Vợ. Từ lúc anh cũng còn trẻ cũng ham chơi. Nhưng mà từ cái ngày mình đón bé hai là mình không điều chỉnh luôn. Không ăn chơi không gì hết, bỏ. Dạ. Nhậu như bỏ nhậu luôn. Uống bia uống đồ. Mà anh nghĩ là mong người nào cũng nên có một lần chứng kiến dần sạch. Khi mình bước vô phòng sanh mà thấy được sự đau đớn, sự chịu đựng của một người đàn phụ nữ. Cái đây là một cái cổ chung mà sao lại cái người lại đau khổ phải chấp nhận một mình đó đúng không?